Trung Đông lại không ngừng rung chuyển trước các đòn tấn công các lực lượng quân sự trong khu vực. Hôm 3 tháng 10, thành phố trắng Israel đỏ lửa trước đòn tập kích của loạt máy bay cảm tử. Đáng chú ý, Nga cũng vừa có động thái bất ngờ tại Trung Đông khi tấn công khu vực do Mỹ kiểm soát ở Syria. Tại mặt trận Đông Âu, Ukraine tấn công hệ thống radar của Nga bằng tên lửa khét tiếng của Mỹ. Trước các động thái của Nga, Trung ở Bắc Thái Bình Dương, Mỹ đưa 3 tàu chiến đến Alaska tiến hành theo dõi. Thái Lan kiểm tra toàn bộ xe buýt CNG sau vụ cháy khiến 23 người thiệt mạng. Cùng các tin tức an ninh, kinh tế, xã hội đáng chú ý, tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Thùy Dương kính chào quý vị. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay trên kênh BNC Now. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức mới nhất xoay quanh các điểm nóng xung đột trên thế giới. Thưa quý vị, tại Trung Đông, theo hãng thông tấn Ba, một loạt máy bay không người lái cảm tử đã nhắm vào Tel Aviv của Israel vào sáng sớm ngày thứ Năm, 3 tháng 10, kích hoạt còi báo động trên khắp thành phố và gây ra một đám cháy lớn. Máy bay đã tấn công thành phố vào sáng sớm ngày thứ Năm, kích hoạt hệ thống tên lửa của Israel. Quân đội Do Thái được cho là đã đánh chặn 4 trong số các phương tiện không người lái. Quân đội Israel đã rơi vào tình trạng báo động cao sau vụ việc. Theo báo cáo, ít nhất 7 máy bay không người lái đang bay về phía thành phố. Quân đội đã huy động các máy bay và trực thăng chiến đấu, bắt đầu bay ở độ cao thấp trên bầu trời thành phố. Họ thừa nhận rằng một trong những máy bay không người lái đã xâm nhập vào hệ thống phòng không, gây ảnh hưởng đến vùng Bat Yam, phía nam Tel Aviv và người dân ở yên nơi trú ẩn. Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi lực lượng vũ trang Yemen bắn 3 tên lửa hành trình vào các cơ sở chiến lược nằm sâu bên trong các vùng lãnh thổ mà Israel kiểm soát. Lực lượng này cũng đã tấn công các đồn quân sự ở Tel Aviv và thành phố Eilat ở mũi cực nam bằng 5 máy bay cảm tử trước đó. Các hoạt động đã được đẩy mạnh trong những tuần qua để trả đũa cho cuộc xâm nhập của Israel vào Liban. Trong khi đó, tại mặt trận Liban, Hezbollah vừa qua cho biết rằng họ đã phá hủy 3 xe tăng Merkava của Israel bằng tên lửa dẫn đường tại thị trấn biên giới Baru Oras. Trong ngày 2 tháng 10, Hezbollah thông báo các chiến binh của họ đang giao tranh với quân đội Israel khi quân đội Do Thái đã xâm nhập vào một ngôi làng biên giới phía nam. Quân đội Liban cũng xác nhận rằng lính Israel đã thực hiện một đợt xâm nhập ngắn vào khu vực phía nam. Đây là lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng leo thang vào tuần trước, Hezbollah tuyên bố có giao tranh trên bộ ở Liban. Sau khi quân đội Israel bắt đầu tấn công miền nam Liban và giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong cuộc không kích thủ đô Beirut, Hezbollah cho biết họ đang chiến đấu với các binh lính Israel. Những người này đã xâm nhập vào làng Barun Ostras. Họ cũng thông báo đã buộc lính Israel rút lui sau khi cố gắng tiến vào làng biên giới Adesi ở phía đông bắc. Vào buổi chiều ngày 2 tháng 10, nhóm này cho biết các chiến binh của họ đã kích đổ một thiết bị nhắm vào lực lượng Israel ở Yarun, dọc biên giới phía nam. Hezbollah khẳng định rằng họ đã gây bất ngờ cho lực lượng Israel và đã loại bỏ hoặc gây thương tích cho tất cả các thành viên của lực lượng này. Quân đội Liban cho biết lực lượng Israel đã vi phạm ranh giới giữa hai nước. Cụ thể, lực lượng Israel đã vượt qua đường xanh khoảng 400 mét vào lãnh thổ Liban ở hai khu vực trước khi rút lui nhanh chóng. Cũng trong ngày 2 tháng 10, quân đội Israel xác nhận một trong những binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong hoạt động chiến đấu ở Liban, đánh dấu tổn thất đầu tiên kể từ khi họ vượt biên giới để nhắm vào Hezbollah. Đầu tuần này, Israel thông báo họ đã bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ có mục tiêu qua biên giới phía Bắc, nhưng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL cho biết không có cuộc xâm nhập trên bộ nào diễn ra ở phía Nam. Hezbollah vào thời điểm đó đã bác bỏ mọi cáo buộc về việc Israel xâm nhập vào lãnh thổ Liban, coi đó là những tuyên bố sai lầm. Quân đội Israel cho biết vào hôm 3 tháng 10 rằng họ đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào một vị trí của Hezbollah ở Liban và thành công tiêu diệt 15 tay súng của nhóm này. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết lực lượng không quân đã tấn công chính xác vào tòa nhà của chính quyền thị trấn Bin Jibal, nơi các tay súng Hezbollah đang hoạt động, cùng với một lượng lớn vũ khí của Hezbollah được lưu trữ trong tòa nhà. Khoảng 15 tay súng Hezbollah đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công. Vài tiếng trước đó, vào rạng sáng ngày 3 tháng 10, Israel tuyên bố tiến hành một cuộc không kích chính xác vào thủ đô Beirut của Liban. Một nguồn tin an ninh xác nhận vụ nổ nhắm vào một tòa nhà ở khu vực Bahora tại trung tâm Beirut gần tòa nhà quốc hội.
Tên lửa cũng đã tấn công vùng ngoại ô phía nam Dehiya, nơi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah bị sát hại vào tuần trước. Xung đột giữa Israel và Hezbollah một năm qua đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng và 9.000 người bị thương, trong đó thương vong chủ yếu do các cuộc không kích xảy ra trong hai tuần vừa qua. Lực lượng phòng vệ Israel IDF và tổ chức mật vụ Shin Bet đã xác nhận quan chức cấp cao của Hamas, ông Rohi Mostaha, người được cho là thủ tướng trên thực tế của dải Gaza, đã tử vong trong một cuộc không kích của Israel vài tháng trước. Theo IDF và Shin Bet, ông Mostaha bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công ở dải Gaza 3 tháng trước, cùng với các quan chức Hamas khác là Shamed Osirai, người phụ trách an ninh trong cục chính trị của Hamas, và ông Shami Odeh, người đứng đầu cơ chế an ninh tổng quát của Hamas. IDF xác nhận cả ba người này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu đã nhắm vào một đường hầm của Hamas ở phía bắc dải Gaza, nơi các quan chức đang ẩn náu. IDF cho biết họ đã hành động dựa trên thông tin tình báo chính xác. Quân đội Israel mô tả, đường hầm là một khu phức hợp ngầm kiên cố và được trang bị kỹ lưỡng, phục vụ như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas và cho phép các nhân vật cấp cao ở lại bên trong thời gian dài. Quân đội Israel cho biết quan chức Mostaha là cánh tay phải của lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, và là một trong những cộng sự thân cận nhất của ông ta. Ông Mostaha cũng được coi là nhân vật cao cấp nhất trong bộ máy chính trị của Hamas tại dải Gaza, và trong thời gian chiến tranh đã duy trì quyền kiểm soát dân sự của chế độ Hamas, đồng thời tham gia vào các hoạt động chống lại Israel. Hamas chưa xác nhận cái chết của các quan chức trên. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga mới đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba căn cứ của phiến quân tại Syria. Oleg Ignatiuk, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên đối lập ở Syria của Nga, thông báo trong một cuộc họp báo rằng các cuộc tấn công đã tập trung vào các chiến binh hoạt động từ khu vực Otan, nơi do Mỹ kiểm soát. Ông Inasher cho biết, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Syria với sự hỗ trợ từ một nhóm chiến đấu của Nga đang tiếp tục tiến hành trinh sát tại các khu vực núi và sa mạc ở các tỉnh Homs và Deir Ezzor. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào ba căn cứ mà chúng tôi đã phát hiện của các chiến binh rút khỏi khu vực Otan. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng không quân của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vẫn tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm trong không phận Syria, thực hiện những chuyến bay vi phạm các giao thức xung đột và không phận của nước này. Theo The News Republic, hai quan chức Mỹ đã thông báo với Israel rằng đây là thời điểm thích hợp để tấn công Liban vì Hezbollah gần đây đã phải chịu nhiều tổn thất. Nguồn tin cho biết Mỹ đã âm thầm ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Israel vào Liban. Các quan chức Mỹ đã khẳng định rằng họ sẽ hỗ trợ quyết định của Israel trong việc ném bom các mục tiêu của Hezbollah, ngay cả khi Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi ngừng bắn trong khu vực vào đầu tuần này. Báo cáo chỉ rõ rằng hai quan chức Mỹ, cụ thể là cố vấn tổng thống Amos Hochstein và điều phối viên Nhà Trắng về vấn đề Trung Đông Brad Marquardt, đã khuyến khích Israel phát động các cuộc tấn công quân sự. Trong khi đó, một số quan chức tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cảnh báo rằng việc ủng hộ Israel có thể kéo Mỹ sâu hơn vào cuộc xung đột trong khu vực. Dimitri Laskaris, một luật sư và nhà báo cho biết, hành động nói rõ hơn lời nói, chính quyền ông Biden đã liên tục cho phép và biện minh cho các hành động của Israel, mặc dù những hành động này đã gây thiệt hại lớn cho dân thường Liban. Ông nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai nhìn vào tình hình một cách khách quan đều thấy rõ sự ủng hộ của chính quyền ông Biden đối với các hành động của Israel tại Gaza, bờ Tây, Liban và đối với Iran. Ông Laskaris cũng cho rằng hành động của Iran là phản ứng đối với những cuộc tấn công mà nước này phải chịu như việc phá hủy lãnh sự quán của họ ở Damascus và các vụ tấn công khác. Ông cho biết đã có nhiều video trên mạng xã hội cho thấy hàng chục tên lửa của Iran rơi xuống và Israel đã thừa nhận thiệt hại lớn đối với các căn cứ quân sự của mình. Ông cảnh báo rằng nếu Israel không ngừng leo thang, Iran có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Dimona. Trong khi đó, Lầu Năm Góc trước đó cho biết, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn nhằm vào tên lửa của Iran hướng tới Israel. Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, xác nhận rằng cuộc tấn công này là đáng kể và khẳng định quyền tự vệ của Israel, đồng thời cho biết rằng cuộc tấn công trả đũa của Iran gấp đôi quy mô so với cuộc tấn công vào tháng 4. Bất chấp những báo cáo về việc Mỹ bí mật ủng hộ cuộc tấn công quân sự của Israel, chính quyền Mỹ đã cảnh báo Iran hậu quả nghiêm trọng nếu nước này thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào Israel. Ông Biden cũng khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và cho biết sẽ thảo luận với các đồng minh trong việc đưa ra phản ứng.
Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cho biết đây là một sự leo thang nghiêm trọng từ phía Iran. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng sẽ có hậu quả cho cuộc tấn công này và chúng tôi sẽ làm việc với Israel để đối phó. Theo Reuters, các công ty vận tải của Hy Lạp đi qua Biển Đỏ gần đây đã nhận được thông điệp cảnh báo của Houthi. Nhóm vũ trang cho biết đã tăng cường kiểm soát trên tuyến đường vận tải biển này và cảnh báo sẽ tấn công các tàu hàng nếu vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban do Iran hậu thuẫn. Một giám đốc điều hành cấp cao tại một công ty vận tải biển của Hy Lạp đã nhận được email cảnh báo rằng một trong những tàu của công ty đang di chuyển qua Biển Đỏ có nguy cơ bị tấn công. Theo nội dung tin nhắn, tàu do Hy Lạp quản lý đã cập cảng Israel, vi phạm lệnh cấm đi lại do Houthi áp đặt và sẽ bị lực lượng vũ trang Yemen tấn công trực tiếp ở bất kỳ khu vực nào mà họ cho là phù hợp. Email có chữ ký của Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo HOCC có trụ sở tại Yemen, một cơ quan được thành lập vào tháng 2 để liên lạc giữa lực lượng Houthi và các nhà điều hành tàu thương mại. Kể từ tháng 5, các tin nhắn cảnh cáo đã được gửi đến ít nhất 6 công ty vận tải biển Hy Lạp. Khi được Reuters liên hệ, các quan chức Houthi từ chối xác nhận rằng họ đã gửi các email này hoặc cung cấp bất kỳ bình luận bổ sung nào, nói rằng đó là thông tin quân sự mật. Lực lượng hải quân Aspy của Liên minh châu Âu đã hỗ trợ cho hơn 200 tàu đi qua Biển Đỏ an toàn. Trong một cuộc họp kín với các công ty vận tải biển vào đầu tháng 9, Aspy đã xác nhận sự thay đổi trong chiến thuật của Houthi, theo đó mở rộng cảnh báo đến toàn bộ những tàu thuyền, bất kể có liên kết với Israel hay không, gọi đây là giai đoạn thứ tư trong chiến dịch quân sự của nhóm ở Biển Đỏ. Aspy cũng đã kêu gọi các chủ tàu tắt hệ thống nhận dạng tự động AIS của họ. Hệ thống này cho biết vị trí của tàu và hoạt động như một công cụ điều hướng cho các tàu gần đó. Tầm ngắm của tên lửa Houthi có độ chính xác đến 75% khi nhắm vào các tàu đang hoạt động với hệ thống AIS bật, nhưng chỉ 4% chính xác khi AIS tắt. Kể từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu thương mại mà họ cho là có liên kết Israel, hành động để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở dải Gaza. Bất chấp nguy hiểm, một số công ty vẫn tiếp tục qua lại Biển Đỏ, do đây là tuyến vận tải biển ngắn nhất từ châu Á đến châu Âu. Trên thực tế, Houthi không đánh chặn tất cả các tàu đi trong khu vực. Phần lớn các tàu thuộc sở hữu của Trung Quốc và Nga, những tàu mà nhóm xem là không có liên kết với Israel vẫn có thể đi qua mà không bị cản trở. Thưa quý vị, như đã biết, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào Israel, phóng 180 tên lửa đạn đạo vào hôm ngày 1 tháng 10. Cuộc không kích lần này được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với một cuộc tấn công trước đó vào hồi tháng 4, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột lan rộng khắp Trung Đông. Theo báo cáo vào năm 2021 của dự án mối đe dọa tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran có hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều tầm bắn khác nhau. Hiện vẫn chưa rõ số lượng chính xác của từng loại tên lửa. Tuy nhiên, tướng không quân Mỹ Kenneth McKenzie báo cáo trước Quốc hội vào năm 2023 rằng Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo của trang web Iran Watch thuộc dự án kiểm soát vũ khí hạt nhân Wisconsin, các chuyên gia vũ khí cho rằng Iran đã sử dụng các biến thể của tên lửa đạn đạo Shahab-3 trong cuộc tấn công mới nhất vào Israel. Phân tích dựa trên các video quay tại hiện trường được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo ông Patrick Sen, điều phối viên nghiên cứu tại Armament Research Service, ARES, Shahab-3 là nền tảng cho tất cả tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran sử dụng nhiên liệu lỏng. Ông nói thêm rằng Shahab-3 là tên lửa đạn đạo đầu tiên của Iran có thể vươn tới Israel. Shahab-3 đã đi vào hoạt động vào năm 2003, có thể mang đầu đạn nặng từ 760 đến 1.200 kg và được bắn từ các bệ phóng di động cũng như hầm phóng. Iran Watch biết các biến thể mới nhất của Shahab-3, tên lửa Shahab và Emad có độ chính xác lên tới gần 300m so với mục tiêu dự định. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel là Fatah-1, mà theo Tehran là tên lửa siêu vượt âm, nghĩa là di chuyển nhanh gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh. Tốc độ và khả năng cơ động khiến các tên lửa siêu vượt âm đặc biệt nguy hiểm, do có thể vượt qua hầu hết các hệ thống phòng không. Ngoài ra, thời gian đốt cháy động cơ tên lửa được rút ngắn, khiến việc phát hiện tên lửa bằng hệ thống cảnh báo sớm trở nên khó khăn hơn. Fatah được coi là tên lửa siêu vượt âm đầu tiên do Iran sản xuất trong nước. Quân đội đã công bố vũ khí này vào năm ngoái, gọi nó là một bước nhảy vọt trong lĩnh vực tên lửa. Tehran cho biết tên lửa Fatah có nghĩa là kẻ chinh phạt có thể bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh với tầm tấn công 1.400 km. Iran tuyên bố tên lửa này có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không trong khu vực, kể cả các hệ thống của Mỹ và vòm sắt của Israel. Reuters đưa tin,
tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar mới đây đã chỉ trích cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, gọi đây là một cuộc diệt chủng tập thể và nhấn mạnh rằng Qatar luôn cảnh báo về Israel. Ông Al Thani nói, rõ ràng những gì đang diễn ra là diệt chủng, cùng với đó là việc biến dải Gaza thành một khu vực không thể sinh sống. Trong hội nghị đối thoại hợp tác châu Á diễn ra ở Doha, tiểu vương quốc Qatar cũng lên án các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel nhắm vào nước Cộng hòa Liban anh em. Israel đã mạnh mẽ phản đối các cáo buộc diệt chủng ở Gaza, nơi nước này đã phát động cuộc tấn công vào năm ngoái sau khi các chiến binh Hamas đột kích các thị trấn phía nam Israel. Trở lại với các diễn biến ở mặt trận Đông Âu, theo thông báo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 3 tháng 10, lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào hệ thống radar Debo-M của Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Hệ thống radar Debo-M trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ được thiết kế để phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa trên không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Quân đội Ukraine cho biết, việc phá hủy radar này sẽ tạo điều kiện để sử dụng hiệu quả hơn các tên lửa hành trình Storm Shadow và Scarp EG, mở ra một hành lang không mới. Nga được cho là hiện còn khoảng 10 hệ thống Debo-M đang hoạt động, dù thông tin này chưa được xác minh. Đầu năm nay, cơ quan an ninh Ukraine SBU cũng đã nhắm đến một hệ thống radar Debo-U hiện đại hóa tại Bryansk của Nga, theo nguồn tin từ SBU. Ravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã nhấn mạnh rằng các đồng minh phương Tây vẫn chưa sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Nga ở gần biên giới Ukraine. Trong khi đó, tại Trung Đông, họ đã hành động cùng nhau trước các cuộc tấn công của Iran. Trong bài phát biểu mới đây, ông cho biết Ukraine đã từ lâu kêu gọi tất cả các nước láng giềng và các đối tác lớn hợp tác để cùng nhau bắn hạ máy bay không người lái Shahed và tên lửa, đặc biệt là ở những khu vực gần các nước NATO. Điều này hoàn toàn khả thi. Mỗi khi có cuộc tấn công của Iran ở Trung Đông, chúng ta thấy họ đều hợp tác để đánh chặn. Ông cũng khen ngợi các quốc gia hỗ trợ Ukraine bằng hệ thống phòng không, đặc biệt là Romania, vì đã cung cấp hệ thống Patriot. Ông nhấn mạnh, chúng ta có thể đạt được hiệu quả lớn hơn nữa. Chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn lực lượng Nga bằng cách bắn hạ máy bay không người lái Shahed thông qua việc hợp tác bắn hạ tên lửa. Ông Konstantin Zavizenov, một quan chức Nga được cho là thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin đã được phát hiện tử vong ở vùng ngoại ô Istra của Moskva vào tối thứ Ba, ngày 1 tháng 10. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, thi thể của ông được con trai tìm thấy tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Istra của Moskva. Một số trang tin trước đó đưa tin ông Zavizenov, 50 tuổi, đã có một đợt say rượu kéo dài một tuần rưỡi. Vợ của Zavizenov gần đây đã phát hiện ông ngoại tình và đã nộp đơn ly hôn. Con trai ông đã tìm thấy một lá thư và rượu trên bàn trong nhà. Trước khi nghe thấy một tiếng súng từ phòng khách, theo kênh Telegram Nga, Cheka OGPU, một nguồn tin ngầm về các nhân vật chính trị Nga, từ năm 2010 đến năm 2016, ông Zavizenov đã giữ chức giám đốc quản lý rủi ro tại InterRAO, một tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Moscow. Ông Kovachuk là một tỷ phú Nga. Nhà báo Mikhail Ziga mô tả ông Kovachuk là người đàn ông quyền lực số 2 ở Nga. Đài Radio Liberty do chính phủ Mỹ tài trợ gọi ông là ngân hàng cá nhân của ông Putin. Ông Zavizenov từng là bộ trưởng nhiên liệu, năng lượng và công nghiệp than của Cộng hòa Nhân dân Luhansk, vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Chuyển sang các diễn biến an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào hôm 3 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Trung Quốc trong các vấn đề châu Á, bao gồm chỉ trích nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Mỹ và những kế hoạch có chú ý nhằm làm gia tăng căng thẳng xung quanh đảo Đài Loan. Trong bài luận đăng trên tờ báo chính phủ Rossiyskaya Gazeta, ông Lavrov ca ngợi cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với cuộc xung đột ở Ukraine và khẳng định rằng cả hai nước đều mong muốn giải quyết các vấn đề mà Moscow cho rằng là nguyên nhân của cuộc chiến. Nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Nga và Trung Quốc, ông Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh có quan điểm giống nhau về các rủi ro liên quan đến sự can thiệp của phương Tây trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh đang cố tình làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ông cũng nói rằng, việc Washington vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc bằng cách củng cố quan hệ với chính quyền của Đài Loan là không thể chấp nhận.
Ông nói, lập trường của Nga về Đài Loan không thay đổi và chúng tôi luôn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Lavrov cũng đề cập đến chính sách cốt lõi của Trung Quốc, khẳng định rằng Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần cam kết sẽ đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, thậm chí bằng vũ lực nếu cần thiết. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Tập khẳng định rằng Đài Loan là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Trung Quốc và cam kết kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động ly khai độc lập cho Đài Loan. Ông cũng nói rằng thống nhất đất nước với Đài Loan là một xu thế không thể cưỡng lại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt 567 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan trong tuần này, khẳng định rằng Washington vẫn là bên cung cấp vũ khí và ủng hộ quốc tế chính cho Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho hòn đảo. Trong bài phát biểu của mình, ông Lavrov cũng chỉ trích hệ thống an ninh ở châu Âu, cho rằng nó đã bị mất uy tín hoàn toàn do ảnh hưởng của Mỹ và NATO. Ông kêu gọi xây dựng một kiến trúc an ninh mới cho khu vực Á-Âu. Theo thông tin từ Newsweek, Mỹ đã triển khai ít nhất 3 tàu chiến gần Alaska để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ của nước này trong bối cảnh Trung Quốc và Nga tiến hành tuần tra chung ở Bắc Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ đã công bố các bức ảnh cho thấy tàu khu trục USS Kidd và USS Terret cùng với tàu tuần dương USS Lac Erie đang thực hiện các hoạt động phòng thủ ở Bắc Thái Bình Dương trong tháng trước. Tuy nhiên, những hình ảnh này không tiết lộ vị trí cụ thể của các hoạt động. Theo một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía Bắc, USS Kidd và USS Terret được triển khai để hỗ trợ nhiệm vụ bảo vệ quê hương trên biển của Bộ Chỉ huy, nơi có trách nhiệm bảo vệ không phận và vùng biển xung quanh Alaska. Về USS Lake Erie, một phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận và hoạt động ở Bắc Thái Bình Dương nhằm duy trì sự sẵn sàng và cải thiện chiến thuật. Trong khi đó, tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận. Cuộc tập trận Northern Interruption 2024 do Trung Quốc dẫn đầu đã diễn ra ở biển Nhật Bản và biển Okhotsk vào ngày 23 tháng 9. 4 tàu chiến Trung Quốc và 4 tàu chiến Nga đã xuất phát từ eo biển La Perouse. Giai đoạn đầu của cuộc tập trận đã hoàn thành vào ngày 15 tháng 9 với 9 tàu chiến Trung Quốc và Nga đi qua ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản. Sau khi hoàn tất các cuộc tập trận, tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tuần tra chung thứ 5 ở khu vực mà quân đội Trung Quốc gọi là vùng biển có liên quan của Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng 6 tàu chiến, bao gồm 4 tàu từ Trung Quốc và 2 tàu từ Nga, đã vượt qua eo biển Pusso và tiến vào Tây Bắc Thái Bình Dương để thực hiện các cuộc huấn luyện. Eo biển Pusso nằm ở quần đảo Kuril, nơi ngăn cách biển Okhotsk với Bắc Thái Bình Dương. Hiện tại chưa rõ liệu các tàu chiến này có hướng về Alaska hay không. Vào tháng 8 năm ngoái, 11 tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã từng tiếp cận quần đảo Atotian của Alaska trong một cuộc tuần tra chung và đã bị 4 tàu chiến của Mỹ theo dõi. Eo biển Pusso nằm ở quần đảo Kuril, đang ngăn cách biển Okhotsk với Bắc Thái Bình Dương. Hiện tại chưa rõ liệu các tàu chiến này có hướng về Alaska hay không. Vào tháng 8 năm ngoái, 11 tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã từng tiếp cận quần đảo Aleutian của Alaska trong một cuộc tuần tra chung và đã bị 4 tàu chiến của Mỹ theo dõi. Trong số 3 tàu chiến Mỹ, USS Kidd là tàu đầu tiên triển khai cho các hoạt động phòng thủ quốc gia đã có mặt trong khu vực từ ngày 7 tháng 9. USS Terret được triển khai từ San Diego đã hoạt động ở Bắc Thái Bình Dương từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 9. USS Lake Erie đã có mặt tại khu vực này từ ngày 18 tháng 9 và tiếp tục di chuyển cho đến ngày 30 tháng 9. Bên cạnh các tàu hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cũng đang thực hiện chiến dịch Frontier Sentinel nhằm đáp ứng sự hiện diện của các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga trong khu vực. Vào thứ Bảy, lực lượng bảo vệ bờ biển đã phát hiện 4 tàu từ các đối tác Nga và Trung Quốc gần Alaska khi chúng đi qua phía đông bắc biển Bering. Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng các tàu của họ đã đến Bắc Băng Dương lần đầu tiên. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA mới đây đã triển khai một chiến dịch mới nhằm tuyển dụng tình báo từ Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Cụ thể, vào hôm 2 tháng 10, CIA đã đăng tải các hướng dẫn trực tuyến bằng tiếng Hàn, tiếng Quang Thoại và tiếng Ba Tư, chỉ dẫn cho những người này liên hệ với các quan chức tình báo Mỹ một cách an toàn. Các hướng dẫn này bao gồm thông tin về cách tiếp cận CIA qua trang web công cộng hoặc thông qua Darknet. CIA trước đây đã phát hành các hướng dẫn tương tự bằng tiếng Nga 2 năm trước, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cơ quan này cho biết, mọi người đang tìm cách liên hệ với chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới và chúng tôi muốn cung cấp cho họ thông tin để làm việc này an toàn. Những nỗ lực của chúng tôi đã thành công ở Nga và chúng tôi muốn đảm bảo rằng các cá nhân trong những quốc gia giống như Nga cần biết rằng chúng tôi luôn chào đón việc này.
Sự quan tâm của CIA đối với tình báo đã gia tăng khi Trung Quốc củng cố quan hệ với Nga và Iran. Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên được coi là mục tiêu khó khăn trong cộng đồng tình báo Mỹ vì những chính phủ này rất khó xâm nhập. Mỹ cũng đang phải đối mặt với căng thẳng từ Iran liên quan đến Israel và chương trình hạt nhân của nước này. Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng là một mục tiêu tình báo quan trọng của Mỹ. Bên cạnh những thông tin Triều Tiên đang cung cấp vũ khí cho Moscow để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine, CIA đã bắt đầu nỗ lực tuyển dụng người Nga vào năm 2022 bằng cách đăng tải các văn bản bằng tiếng Nga trên các tài khoản mạng xã hội, hướng dẫn cách liên hệ với cơ quan một cách an toàn. Đến năm 2023, họ tiếp tục phát hành các video hướng dẫn. Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran đều chặn quyền truy cập vào các nền tảng mạng xã hội của Mỹ như Facebook, đồng thời kiểm soát nguồn thông tin mà người dân có thể tiếp cận qua Internet. Thưa quý vị, nhà khoa học nghiên cứu được coi là một trong những công việc nguy hiểm nhất của Nga. Nhưng trong 6 năm qua, ít nhất một chục nhà khoa học, nhiều người trong số họ đã tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực vũ khí động học tốc độ cao hoặc siêu thanh đã bị bắt. Hiện tại, cộng đồng khoa học Nga lo ngại rằng bất kỳ ai nghiên cứu về công nghệ có thể được sử dụng trong vũ khí đều có thể bị bắt và giam giữ trong nhiều năm trước khi phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội phản quốc. Theo tờ Wall Street Journal, vũ khí siêu thanh là một trong những dự án cương của Tổng thống Putin và là một trong số ít lĩnh vực mà Nga có thể tuyên bố là dẫn đầu thế giới. Các chuyên gia cho biết, Hoa Kỳ chưa triển khai bất kỳ vũ khí tương tự nào, cả Nga và Trung Quốc đều đã triển khai, và trong khi các quốc gia châu Âu đang phát triển vũ khí siêu thanh và siêu tốc, họ vẫn còn lâu mới bắt kịp Moscow và Bắc Kinh. Tổng thống Putin rất muốn Nga dẫn đầu trong lĩnh vực này, đặc biệt là khi căng thẳng với phương Tây đã tồi tệ ở mức thấp nhất và cuộc chiến ở Ukraine có thể kéo dài thêm vài năm nữa. Chính vì thế, các nhà phân tích cho biết, ông Putin lo lắng rằng bất kỳ loại thông tin nào liên quan đến những tên lửa này có thể lọt ra ngoài. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ bắt giữ nhà khoa học để giúp thiết kế tên lửa siêu thanh. Hầu hết các nhà khoa học bị bắt đều là những học giả lớn tuổi có sự nghiệp lẫy lừng. Họ từng làm việc cho các tổ chức uy tín của Nga, là đồng tác giả của các bài báo về khí động học với các đồng nghiệp nước ngoài và tham dự các hội nghị ở nước ngoài. Thậm chí, họ không nhất thiết phải có vai trò trực tiếp trong việc phát triển các ứng dụng vũ khí của công nghệ mới. Chi tiết chính xác về tội danh bị cáo buộc của họ không được tiết lộ. Các vụ phản quốc được xét xử kín, không có thông tin nào được công bố trong hồ sơ tòa án, vì các vụ án được cho là liên quan đến bí mật nhà nước, mặc dù một số nhà khoa học phủ nhận mọi hành vi sai trái. Yevgeny Smirnov, một luật sư nhân quyền đại diện cho ba nhà khoa học bị cáo buộc, hai người trong số họ đã chết sau khi bị giam giữ, cho biết, những nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cơ bản mới là những người bị giam giữ. Họ thậm chí không biết vũ khí là gì, họ chưa bao giờ phát triển tên lửa. Nhưng đúng là, nghiên cứu của họ có thể áp dụng cho vũ khí siêu thanh. Trong một bức thư ngỏ đã bị xóa để ủng hộ ba nhà khoa học bị bắt giữ tại Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Nga, các đồng nghiệp đã ca ngợi những người đàn ông này là luôn trung thành với lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, họ nói rằng, chúng tôi thấy rằng bất kỳ bài báo hoặc báo cáo nào của chúng tôi cũng có thể trở thành lý do để buộc tội phản quốc. Những gì chúng tôi được trao tặng hôm nay và được coi là hình mẫu cho những người khác thì ngày mai sẽ trở thành lý do để truy tố hình sự. Nga đã từng chứng kiến điều tương tự trước đây. Theo các báo cáo, vào thời kỳ Liên Xô, một số nhà khoa học đã bị ngược đãi một cách sai trái vào những năm 1930, trong thời kỳ nắm quyền hà khắc của cựu thủ tướng Joseph Stalin. Làn sóng bắt giữ gần đây bắt đầu sau khi ông Putin có bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang của đất nước vào năm 2018, nơi ông lần đầu tiên tiết lộ vũ khí hạt nhân siêu thanh mà ông cho là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Một số nhà quan sát nghi ngờ rằng các cơ quan an ninh Nga đang theo đuổi những vụ bắt giữ này, một phần để tự thuyết phục bản thân và thuyết phục ông Putin rằng Nga thực sự đã đạt được những thành tựu khoa học tiên tiến, và rằng các điệp viên từ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng đánh cắp chúng. Nếu đúng như vậy, có thể sẽ có những hậu quả không mong muốn. Trong khi các nhà nghiên cứu khác đang chờ xét xử, nhiều nhà khoa học trong nước đã quá sợ hãi, không dám theo đuổi những nghiên cứu có ý nghĩa vì sợ rằng họ cũng sẽ bị bắt. Luật sư Yevgeny Smirnov nói về tình cảnh của các nhà khoa học nghiên cứu liên quan đến khí tài của Nga như sau. Nỗi sợ hãi là bạn không thể giao tiếp với người nước ngoài, bạn không thể tham dự các hội nghị thảo luận. Việc nghiên cứu khoa học không thể phát triển theo hướng này. Điều này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến các nhà khoa học. Ông Smirnov nói thêm, bằng cách cố gắng giữ bí mật trong nghiên cứu quân sự, Nga thực tế đang giết chết khoa học dân sự trong những lĩnh vực đó.
Theo thông tin từ Indian Express, hàng ngàn công dân Ấn Độ được cho là đang bị mắc kẹt ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, nơi họ bị ép buộc làm việc trong các hoạt động bất hợp pháp được gọi là nô lệ mạng. Những hoạt động này bao gồm rửa tiền, lừa đảo tiền điện tử và các trò lừa đảo tình cảm ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Cơ quan nhập cư Ấn Độ đã chỉ ra rằng, trong số 73.138 người đã đến những quốc gia này với visa du lịch từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 5 năm 2024, thì có đến gần 30.000 người vẫn chưa trở về. Trong đó, có khoảng 70% trong số những người chưa quay trở lại đã đi tới Thái Lan. Nhiều người đã bị lừa tham gia các kế hoạch gian lận, thường bị dụ dỗ tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo để thuyết phục người khác đầu tư tiền. Một số nạn nhân đã được giải cứu vào đầu năm nay cho biết họ được hứa hẹn những công việc hấp dẫn trước khi bị đưa đến những quốc gia này, nơi mà hộ chiếu của họ đã bị tịch thu. Đáng chú ý, hầu hết những người bị mắc kẹt đều là thanh niên trong độ tuổi 20 và 30, với hơn 1/3 trong số họ đến từ các bang như Punjab, Maharashtra và Tamil Nadu. Vấn đề này đã gây sự chú ý từ công chúng từ hồi năm ngoái, khi cảnh sát đã triệt phá một băng nhóm tội phạm mạng liên quan đến Campuchia. Chính phủ Ấn Độ đã cứu được 250 công dân từ Campuchia hồi tháng 4, tất cả đều trở thành nạn nhân của các băng nhóm gian lận. Vào tháng 5 vừa qua, New Delhi đã thành lập một ủy ban liên bộ cấp cao để giải quyết vấn đề về xác định các lỗ hổng hệ thống, yêu cầu các nhà mạng cung cấp dữ liệu về các số điện thoại di động Ấn Độ sử dụng dịch vụ chuyển vùng tại Hồng Kông, Campuchia, Lào, Philippines và Myanmar, đồng thời thu thập thông tin về những công dân bị mắc kẹt ở Đông Nam Á. Các nhà mạng cũng được yêu cầu chặn các cuộc gọi quốc tế giả mạo có số điện thoại Ấn Độ, vì loại cuộc gọi này đã chiếm tới 35% tổng số cuộc gọi quốc tế đến. Thưa quý vị, chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ đã kết thúc bằng một món quà đặc biệt từ Tổng thống Mỹ Joe Biden. Gần 300 đồ cổ Ấn Độ có niên đại khoảng 4.000 năm đều được đưa trở về nước. Những hiện vật này đã bị buông lậu ra khỏi Ấn Độ trong nhiều thập kỷ, bao gồm các đồ tạo tác bằng đất đung, đá kim loại, gỗ, vàng gạc, voi quý hiếm. Tất cả đều đã được chính quyền Mỹ thu giữ. Đảng Bharatiya Janata BJP của ông Modi đã ca ngợi việc Mỹ trả lại những tài sản văn hóa này là một thành công ngoại giao, đặc biệt sau khi hai nước ký kết thỏa thuận sở hữu văn hóa mang tính bước ngoặt vào tháng 7 nhằm ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp các cổ vật của Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng sự trở lại này và các vụ hồi hương khác trong những năm gần đây chỉ làm nổi bật những lỗ hổng trong nỗ lực của Ấn Độ trong việc ngăn chặn tình trạng buôn lậu hiện vật vô giá ngay từ đầu. Vijay Kumar Sudarsan, tác giả cuốn sách Kẻ trộm tượng thần và là đồng sáng lập India Bride Project, một tổ chức do công dân lãnh đạo giúp các cơ quan thực thi pháp luật truy tìm cổ vật Ấn Độ trên toàn cầu, cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong nhiều năm qua, Ấn Độ đã mất hàng ngàn tượng thần, bản đồ, bản thảo, tranh vẽ và tranh tường. Tất cả đã xuất hiện ở các thị trường và bảo tàng quốc tế. Một nhân vật quan trọng trong vấn đề này là Subhas Kapoor, một kẻ buôn lậu người Mỹ gốc Ấn đã bị kết án. Ông ta bị cáo buộc đã bán khoảng 2.600 đồ vật trị giá khoảng 145 triệu đô la Mỹ vào Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua, thông qua một mạng lưới buôn lậu và phục chế nghệ thuật có trụ sở tại New York, Hồng Kông, Ấn Độ, London và Singapore. Hiện Kapoor đang thụ án 7 năm trong một nhà tù ở Ấn Độ và đang đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận tại Mỹ. Một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết, những hiện vật này được trả lại gần đây nằm trong số những đồ vật do Kapoor buôn lậu. Theo Bloomberg, công ty công nghệ thông tin và điện tử đa quốc gia Samsung Electronics đang thực hiện kế hoạch cắt giảm hàng nghìn nhân viên tại các thị trường Đông Nam Á, Úc và New Zealand. Theo những thông tin quen thuộc, các đợt cắt giảm này có thể ảnh hưởng đến khoảng 10% lực lượng lao động tại những khu vực này, với sự thay đổi có thể khác nhau giữa các chi nhánh. Theo báo cáo của Samsung Electronics 2024, hơn một nửa số nhân viên của công ty đang làm việc ở các cơ sở đặt tại nước ngoài. Công ty Hàn Quốc này hiện có khoảng 147.000 nhân viên ở nước ngoài, chiếm hơn một nửa tổng số 267.800 nhân viên của Samsung. Phát ngôn viên của Samsung cho biết, một số chi nhánh nước ngoài đang tiến hành điều chỉnh lực lượng lao động để nâng cao hiệu quả hoạt động. Samsung đã bất ngờ thay thế người đứng đầu mạng chip của mình trong năm nay, và người đứng đầu mới Chun Jong-hyun đã cảnh báo rằng công ty cần thay đổi văn hóa làm việc của mình nếu không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn. Cổ phiếu của Samsung đã giảm hơn 20% trong năm nay do những khó khăn trong việc cạnh tranh với đối thủ như SK Hynix Inc. và TSMC trong lĩnh vực sản xuất chip nhớ và chip tùy chỉnh
cho trí tuệ nhân tạo AI. Công ty đã giảm quy mô lực lượng lao động trong quá khứ khi phải điều chỉnh trước thị trường chip nhớ đầy biến động. Samsung gần đây đã cắt giảm khoảng 10% dân sự tại Ấn Độ và một số khu vực ở Mỹ Latin. Trong khi đó, công ty không có kế hoạch cắt giảm nhân sự tại thị trường trong nước. Theo thông tin từ các nhân viên, họ đã được triệu tập vào các cuộc họp riêng tư để thông báo về việc cắt giảm và các gói trợ cấp thôi việc. Samsung cũng đang gặp rắc rối với các nhân viên tại Hàn Quốc. Liên đoàn lao động lớn nhất của tập đoàn công nghệ này đã tổ chức cuộc đình công đầu tiên vào tháng 5. Thưa quý vị, chiếc B-52H của không quân Mỹ đã thu hút sự chú ý khi được nhìn thấy với lớp sơn cổ điển ấn tượng. Máy bay được chụp khi cất cánh từ Trung tâm Hậu cần Hàng không thành phố Oklahoma vào ngày 30 tháng 9. Nhiếp ảnh gia Rob Stephens của Red Home Elevation đã chụp những bức ảnh này. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngay sau đây. Máy bay B-52H Stratofortress Fortress với số đuôi 610028 có biệt danh Wolfpack đã được phát hiện rời căn cứ không quân Tinker ở Oklahoma để đến căn cứ không quân Basdell ở Louisiana. Điều đáng chú ý là thay vì lớp sơn xám thường thấy, chiếc máy bay này được phủ các điểm nhấn màu cam ở phần thân trước, gần cánh, trên các khoang động cơ và cánh đuôi đứng. Diện mạo đặc biệt này nhằm tôn vinh các dòng B-52A và B đời đầu, đóng vai trò là tàu mẹ cho các tàu máy bay tên lửa S-15 do không quân Hoa Kỳ và NASA sử dụng trong các nghiên cứu vào những năm 1960. Những chiếc B-52 của Mỹ đang trải qua quá trình bảo dưỡng định kỳ phức tạp 4 năm một lần. Trong quá trình này, máy bay được tháo rời gần như hoàn toàn để kiểm tra từng bộ phận, sửa chữa các lỗi và sau đó lắp ráp lại. Kể cả lớp sơn cũng được loại bỏ để các kỹ thuật viên có thể kiểm tra toàn bộ khung máy bay và thực hiện các sửa chữa cần thiết, sau đó sơn lớp mới. Thưa quý vị, New York từ lâu đã nổi tiếng với vấn đề chuột thành thị. Ước tính có khoảng 3 triệu cư dân chuột sống trong trái táo lớn của nước Mỹ. Dựa trên một nghiên cứu vào năm 2014, mới đây thành phố đã phê duyệt một chương trình thử nghiệm nhằm giảm số lượng chuột trong thành phố mà không cần sử dụng thuốc độc. Theo kế hoạch, vào năm tới, các viên thuốc tránh thai sẽ được đặt vào những cái hộp có thể cho chuột ra vào tự do, thưởng thức bữa ăn không độc hại rồi trở nên vô sinh và rồi không làm phiền những người dân bằng cách sinh sản vô tội vạ. Trong một chương trình thí điểm kéo dài 12 tháng, các thanh tra sẽ thực hiện kiểm tra hàng tháng để xem có bao nhiêu viên thuốc tránh thai đã được chuột ăn ở các khu vực khác nhau. Công ty Senestech, nhà sản xuất viên thuốc ContraPest, tự hào thông báo rằng mỗi liều thuốc sẽ giúp ngăn chuột sinh sản trong vòng 45 ngày. Những người ủng hộ phương pháp này cho rằng nó sẽ giảm số lượng chuột một cách nhân đạo mà không làm nguy hiểm đến các loài động vật khác hay môi trường. Thứ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan Surapong Pichachote mới đây cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Giao thông Đường bộ DLT tiến hành kiểm tra toàn bộ xe buýt chở khách sử dụng bình khí tự nhiên nén CNG trong vòng 2 tháng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cháy nổ sau vụ chiếc xe buýt du lịch chở học sinh bốc cháy tại tỉnh Pathum Thani khiến 23 người thiệt mạng mới đây. Các quan chức điều hành Bộ Giao thông đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về các biện pháp an toàn. Trong số 39 học sinh và 6 giáo viên có mặt trên xe, 20 học sinh và 3 giáo viên đã thiệt mạng trong đám cháy. Chiếc xe buýt này là một trong 3 xe buýt được thuê bởi trường Wat Khao Phaya Sangkraham ở Uthai Thani để đưa học sinh tiểu học và giáo viên đi tham quan Ayutthaya. Theo báo cáo của DLT, hiện có 13.426 xe buýt chở khách ở Thái Lan đăng ký sử dụng CNG làm nhiên liệu. Trong số này, 10.491 xe hoạt động trên các tuyến đường thông thường, trong khi 2.935 xe là xe thuê. Ông Surapong đã yêu cầu phải hoàn tất các cuộc kiểm tra trước cuối tháng 11. Ông cũng đã chỉ đạo DLT soạn thảo quy định, yêu cầu tất cả tài xế và nhân viên xe buýt phải tham gia khóa đào tạo về quản lý khủng hoảng và an toàn. DLT sẽ phối hợp với các trường học trên toàn quốc để đảm bảo rằng tất cả xe buýt phục vụ cho các chuyến đi học đều được kiểm tra đầy đủ và đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Bộ cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét việc điều chỉnh số lượng hành khách tối đa trên xe buýt chở khách nhằm nâng cao an toàn giao thông. Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra của cảnh sát, cho thấy chiếc xe buýt liên quan đến vụ tai nạn đã được đăng ký lần đầu vào ngày 19 tháng 2 năm 1970, tức là 54 năm trước, và đã được đăng ký lại vào ngày 26 tháng 10 năm 2018 sau khi sửa khung gầm và kích thước. Vào hôm 2 tháng 10, sinh viên và người biểu tình đã đụng độ cảnh sát tại thành phố Mexico trong một cuộc biểu tình đánh dấu 56 năm xảy ra vụ thảm sát ở quảng trường Tlatelolco vào năm 1968.
Các đoạn video từ Reuters ghi lại cảnh những người biểu tình, trong đó nhiều người đeo mặt nạ đen, ném đồ vật vào lực lượng cảnh sát và trụ sở văn phòng thị trưởng thành phố Mexico. Nguyên nhân của cuộc biểu tình là người dân cho rằng sự đồng lõa trong vụ thảm sát năm 1968. Trong sự kiện bi thảm đó, lực lượng an ninh đã xông vào cuộc biểu tình của sinh viên ở trung tâm thành phố, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các nhân chứng và tổ chức nhân quyền cho rằng con số thực tế có thể lên đến 300 người. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 10, một đám cháy đã bùng phát tại bệnh viện ở quận Bình Đông, phía nam đảo Đài Loan, khiến 9 người thiệt mạng. Đám cháy bùng phát tại bệnh viện Dongan Antai ở quận Bình Đông, đảo Đài Loan vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng và được dập tắt ngay sau 1 giờ chiều. Theo truyền thông Đài Loan, khi thấy khói bốc lên từ khu D, ban quản lý bệnh viện đã sơ tán hơn 323 bệnh nhân và nhân viên. Tuy nhiên, mưa to gió lớn do ảnh hưởng từ bão Krathong đã khiến việc sơ tán gặp nhiều khó khăn. 8 nạn nhân tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện và 1 người thiệt mạng tại hiện trường vụ cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Đám cháy được cho là đã bốc lên từ thiết bị nén ở phòng kỹ thuật tầng 2 của bệnh viện. Cũng tại Đài Loan, cơn bão Krathong đã suy yếu khi đổ bộ vào phía tây nam hòn đảo này hôm thứ Năm ngày 3 tháng 10, nhưng vẫn gây thiệt hại khi có 2 người đã thiệt mạng cho đến nay. Hàng trăm chuyến bay bị hủy và thị trường tài chính phải tạm ngừng hoạt động. Khi đổ bộ vào đất liền, cơn bão đã được đánh giá là bão cấp 1 và yếu hơn nhiều so với dự đoán. Bão đổ bộ vào khoảng giữa trưa tại thành phố cảng lớn Cao Hùng. Tuy nhiên, chính phủ vẫn khuyến cáo người dân ở nhà do mưa lớn, gió mạnh và sóng bão trùng với thời điểm thủy triều lên. Ngay sau bình minh, cư dân ở Cao Hùng, nơi có khoảng 2,7 triệu dân, bắt đầu nhận cảnh báo qua tin nhắn, yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn trước những cơn gió có thể đạt tốc độ trên 160 km/h. Tại cảng Cao Hùng đã ghi nhận những cơn gió giật lên tới 220 km/h. Dự báo cho biết, cơn bão sẽ từ từ di chuyển lên phía Bắc qua đồng bằng phía Tây của Đài Loan và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào cuối ngày thứ Sáu, 4 tháng 10, trước khi tiến đến Đài Bắc. Thưa quý vị, liệu những chiếc vỏ hao tưởng chừng như bỏ đi có thể giúp ngành xây dựng giảm đáng kể lượng khí thải carbon hay không? Câu trả lời có thể nằm ở loại vật liệu mới mang tên Oyster Creek, được phát triển từ vỏ hao thải bỏ. Mời quý vị theo dõi kênh sau đây. Oyster Creek là một loại vật liệu sinh học thay thế cho bê tông truyền thống. Ý tưởng này đến từ kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất Boka Srisuya Yotin khi cô nhận ra mỗi ngày một nhà hàng hàu ở London tiêu thụ khoảng 5.000 vỏ hàu và tất cả đều bị vứt đi. Nhận thấy vỏ hàu có thành phần hóa học giống như đá vôi, một nguyên liệu chính trong sản xuất bê tông, cô đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển loại vật liệu mới này. Chúng tôi đang thu thập vỏ hàu từ các nhà hàng địa phương ở Đông London và mang chúng về studio, sau đó nghiền bằng máy nghiền nhỏ. Sau đó, chúng tôi phân loại vỏ theo kích cỡ khác nhau, kết hợp thành hỗn hợp Oyster Creek với thành phần chính là 80% vỏ hàu. Chúng tôi cũng sử dụng cát và đất sét, nhưng với số lượng rất nhỏ. Các sản phẩm mà chúng tôi đã tạo ra bao gồm khay đựng 9 món hàu trong nhà hàng. Nó giống như một quy trình tuần hoàn hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng đã làm một chiếc bàn từ vật liệu Oyster Creek đầu tiên để chứng minh rằng nó đủ chất lượng làm mặt bàn. Đây là điểm khởi đầu của chúng tôi, nhưng mục tiêu chính là thử nghiệm ở quy mô lớn hơn như ốp tường kiến trúc, thiết kế nội thất. Tôi biết hàu rất giàu kẽm, nhưng tôi không biết vỏ của chúng cũng rất tốt. Tôi luôn ủng hộ việc tái chế và tái sử dụng. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, bất cứ điều gì tốt hơn là vứt vào thùng rác. Xi măng, thành phần quan trọng trong bê tông, chiếm ít nhất 6% lượng khí thải CO2 toàn cầu và được coi là một ngành khó giảm thiểu, đang tạo ra lượng carbon dioxide khổng lồ, không chỉ từ than đá dùng để nung, mà còn trong quá trình chuyển đổi đá vôi thành clinker, một phần quan trọng của quá trình sản xuất. Sự bùng nổ hạ tầng ở các nước đang phát triển có thể đẩy con số này lên tới 17% vào năm 2050, theo một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.